Sáng ngày 6 tháng 12, đoàn chuyên gia nước ngoài thuộc Ngân hàng Thế giới đã có buổi khảo sát tiến độ triển khai một số hạng mục thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững, gọi tắt là dự án WB9 trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. Tiếp đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Dự án 2 và Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung. Đoàn đã có buổi khảo sát thực địa các hạng mục tiểu dự án 7 của dự án WB9 trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, gồm đường tỉnh 933B có chiều dài 22 km, trong đó có 9 cây cầu, hạng mục đê sông dài 40 km và đê biển dài 22,4 km. Hiện nay tiến độ chung của các hạng mục đạt khoảng 93%, trong đó tiến độ phần công trình đạt 92% và tiến độ phi công trình đạt 96,8%. Theo Ban Quản lý Dự án 2, quá trình triển khai các hạng mục còn gặp một số khó khăn nhất định. Cụ thể, đối với đường tỉnh 933B, toàn tuyến đang thiếu khoảng 30% khối lượng đất đắp đê, chưa tìm được nguồn đất để đắp hoàn chỉnh lề đường theo thiết kế đã được duyệt. Riêng hạng mục đê sông, đê biển do một số hộ dân chưa chấp nhận bàn giao đất, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công công trình. Đoàn chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ban Quản lý Dự án 2 phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại những hạng mục còn vướng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đạt 100% các hạng mục còn lại. Đoàn cũng yêu cầu trong quá trình thi công cần có sự kiểm tra giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng từng hạng mục khi bàn giao và đưa vào sử dụng.